ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 314, 318 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Trước đó, tối 10 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng này vừa xử phạt hành vi vi phạm hành chính với người đàn ông xuất hiện trong video nằm trên yên mô tô trong khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức. Người đàn ông tên Đông xuất hiện trong video nằm trên yên mô tô được xác định là người hướng dẫn Ngọc Trinh các động tác biểu diễn, thả hai tay, đứng trên xe, để hẳn hai chân sang một bên trong các video đăng tải. Cụ thể, người này bị cảnh sát giao thông lập biên bản lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe, quy định tại điểm A, khoản 8, điều 6, Nghị định 100/2019, sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2021.